Cựu ủy viên kế hoạch thành phố Garden Road bị bắt với cáo buộc bội ước hợp đồng trị giá 4.000 Mỹ Kim tin từ Garden Road, California. Một cựu thành viên trong ủy ban kế hoạch của Garden Road vừa bị bắt vì bị tình nghi có hành vi trộm cắp với cáo buộc bội ước hợp đồng trị giá 4.000 Mỹ Kim. Ông Mẫn Jordan Nguyễn, 47 tuổi, vừa bị bắt vào hôm thứ Ba, ngày 11 tháng 8, sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về một vụ trộm cắp lớn. Cảnh sát tại Garden Road cho biết một chủ nhà đã ký hợp đồng với ông Jordan Nguyễn và đưa cho ông ta 4.000 Mỹ Kim vào mùa thu năm ngoái. Chủ nhà cho biết ông Jordan Nguyễn tự nhận mình là một kiến trúc sư có giấy phép và hứa sẽ phê duyệt bản thiết kế của chủ nhà này nhờ vào chức vụ của ông trong Ủy ban Kế hoạch của thành phố. Người chủ nhà nói với cảnh sát rằng lời hứa trên chưa bao giờ được thực hiện và các kế hoạch chưa bao giờ được trình lên thành phố để phê duyệt và những nỗ lực lập đi lập lại của chủ nhà để giải quyết vấn đề đã không được hồi đáp. Các thám tử xác nhận rằng, ông Jordan Nguyễn không phải là một kiến trúc sư có giấy phép tại California và chưa bao giờ được cấp phép để làm việc kiến trúc sư. Tuy nhiên, ông ta là thành viên trong Ủy ban Kế hoạch của Garden Road, nhưng đã bị loại khỏi vị trí tình nguyện viên trong cuộc họp hội đồng thành phố vào tối thứ Ba. Cảnh sát của Garden Road tin rằng, vẫn còn có nhiều nạn nhân của ông Jordan Nguyễn. Bất kỳ ai có thông tin về ông ta có thể liên lạc với thám tử là Stroud theo số phone sau đây: 714 741 5840.